Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài đã cho chúng sinh ngộ ra chân lý sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống dương lên theo kịp ánh đệ tử chúng con kính lễ Đức Thế Tôn, người đưa đường chỉ lối cho chúng con trong cuộc đời. Kính lễ Thượng Tọa trụ trì. Lâu rồi con mới có dịp được về thăm chùa Phước Điền cũng như là vấn an sức khỏe của Ngài. Khi về đây thì con thấy Ngài rất là vất vả, lo ổn định đạo tràng, lo làm MC, làm hết mọi thứ. Con cảm thấy rất là kính thương và biết ơn Ngài vô cùng. Con thưa cùng với chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử. Ngài trụ trì ở đây, Ngài thương con. Ngài giới thiệu, Ngài đưa con lên tới 9 tầng mây. Con xin thưa, con là một minh thiền rất bình thường và rất nhỏ bé. Không có làm cái gì ở trong ban lớn của Trung ương cả. Chỉ là một ông tăng rất là quê mùa và chân dính rất nhiều phèn. Nhưng mà khi được Thượng Tọa ở đây gọi và sai con về đây để thăm và có đôi điều với đạo tràng thì con xin vâng lời chứ không có dám cãi. Hôm nay con xin chúc cho toàn thể đại chúng có một ngày tu thật an lạc và một đời sống thật an lạc. A Di Đà Phật. Mai mốt con mà lên đây để nói chuyện làm ơn, lấy cái ghế nhỏ nhỏ thôi. Để cái ghế thô quá, không biết ngồi làm sao mà chân con lại ngắn nữa nè. Cái ghế thì rất to mà con ngồi được có một tí thôi. Nên mốt cho con cái ghế nhỏ nhỏ để con ngồi cho nó trọn vẹn, chứ không con ngồi kiểu này chút lỡ con có rớt xuống đây thì cũng hoan hỷ. Dạ, con kính thưa đại chúng. Người ta nói ví von với nhau rằng phải 500 kiếp trong quá khứ ngoảnh đầu để nhìn nhau thì kiếp này mới đi chung một con đường. Từ đó chúng ta hình dung thử chúng ta đã nhìn nhau bao nhiêu ngàn lần trong quá khứ để hôm nay được sống chung, được tu học chung trong ngôi nhà Phật Pháp. Cùng là người con, cùng là đệ tử của Như Lai, của các bậc thầy lớn. Từ đó mới thấy rằng cái duyên xưa của chúng ta không phải chỉ nhìn nhau, mà đâu đó trong quá khứ ta đã cùng chí hướng, đồng tâm nguyện, cùng đi với nhau trên con đường của Phật Pháp rồi. Cho nên kiếp này chúng ta lại tiếp tục gặp lại nhân duyên xưa, để đủ thấy rằng chúng ta trong quá khứ đã từng là người rất thân, rất thương với nhau, nên kiếp này gặp lại mà không biết kiếp này gặp lại có còn thân, còn thương không nữa. Có còn thương không? Còn
xin được phép đi xuống đó hỏi đại chúng vài câu hỏi. Tại vì phần lớn đại chúng hay hỏi con lắm, bữa nay cho phép con được hỏi lại nha. Có những điều con không biết thì phải cho con hỏi chứ. Bây giờ mà con hỏi đại chúng không cho con hỏi, mai mốt con không cho hỏi lại à. Ông bà xưa nói rồi, bánh ít đi thì bánh quy lại. Cô cho con hỏi một tí. Đó là theo cô thì cô có từng nghĩ là mình sống tới 100 tuổi không? Dạ, một phần. Dạ, cũng có thể. Có thể sống tới 100 tuổi. Theo cô thì cô quy định cho mình sống được bao nhiêu tuổi nè? Cụ thể luôn là ước mơ sống được bao nhiêu tuổi? Con ước mơ sống được 90 tuổi. 90 tuổi, ráng thêm 10 tuổi nữa, đủ 100 luôn, cảm ơn cô. Mà cô ngồi đi, cho con hỏi một tí đi. Đó là đi hỏi bà cụ, nắm tay con, bà cụ nói hỏi người này đi, đừng hỏi con. Con cảm ơn cụ thôi, cụ ngồi đi. Dạ rồi, cái này là bà cụ sai con hỏi, cho nên con hỏi đứng lên giùm con cái. Dạ, chứ theo cô thì cô đi chùa nè, đi học Phật để mong cầu điều gì? Để mong cầu tất cả mọi người trên thế gian đều sống cuộc sống an vui và hạnh phúc, không có kẻ giàu nghèo, mà không có người nào mà chèn ép người nào hết, để sống bình đẳng hết. Ai? Cảm ơn cô, thể hiện được lòng từ bi của người Phật tử, cho cô một tràng pháo tay. Chị thấy Minh Thiền cái chị bản lẻn vậy, đứng lên hỏi miếng coi. Cho nó mô Phật con không biết, nhưng mà ngồi đó đi, hỏi thử. Cuộc đời chắc nếm trải nhiều đau khổ lắm đúng không? Dạ mô Phật cho phải anh. Đau khổ nhiều lắm hả? Cái gì mà chị cho là chị khổ nhất đâu, chị nói Minh Thiền nghe thử coi. Dạ con khổ vì con cái đâu. Con cái nó không nghe lời hả? Nói như vậy sợ con cái nó không ai à. Rồi cảm ơn. Cho con hỏi miếng được không người đẹp? Có cái điều gì mà làm cho bà cụ thấy là mình khổ tâm nhất? Đó về gia đình con cái. Gia đình con cái, rồi con cảm ơn, con cảm ơn. Hồi nãy con hỏi mấy câu, thì có hai câu hỏi là về thấy cái gì khổ nhất. Một chị và một bà cụ trả lời đó là khổ tâm là lo lắng về cho gia đình, lo lắng về con cái, cái đó là nỗi khổ tâm nhất. Cô đầu tiên thì nói là mong muốn sống được 90, thôi con gửi tặng thêm 10 năm nữa cho đủ 100. Và cũng cầu mong đại chúng ở đây ai cũng sống 100 tuổi. Nhưng mà mình sống tới 100 tuổi, mong là răng nó theo mình tới khi đó, chứ không nó mới có 60 tuổi nó bỏ hai hàm, bỏ mình đi thì giờ đó cũng cực lắm ạ. Mấy chục năm sau nhai khó khăn lắm. Cũng cầu mong là 100 năm đi cùng với sức khỏe, 100 năm đi cùng với niềm vui. Con hỏi cô bên này là đi chùa cầu mong điều gì? Cô nói cầu mong tất cả mọi người không có còn phân biệt, không có còn ghét bỏ nhau, cầu mong tất cả mọi người biết thương yêu nhau. Quả thật là câu trả lời quá tuyệt vời. Đó là tâm lượng của người học đạo. Qua những câu trả lời, chúng ta thấy được tâm tình thiện lành của người Phật tử. Nhờ có học Phật, chúng ta có cách sống nó khác với người không học Phật. Khác ở chỗ nào thì mỗi người học Phật chúng ta tự khắc biết rõ. Con xin thưa, tại sao con hỏi là chúng ta sống được bao nhiêu năm giữa trần đời này? Con hỏi, nhưng mà trong ý của con cũng muốn nhắc đại chúng
và như con đang nhắc chính mình. Thực tế là chúng ta không thể quyết định được mình sống tới bao nhiêu năm. Ai cũng muốn mình sống 100 năm, có khi là nhiều hơn thế. Nhưng nhân sinh được bao người 100 tuổi? Nói đến điều này, ta liên tưởng đến lời kinh của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dạy chúng ta rất tường tận, đó là đời sống là vô thường, thân người là vô thường, nên không ai biết trước được sự sống và sự chết nó sẽ thay nhau như thế nào. Vì vậy con hỏi để mong đại chúng nhớ rằng ta muốn mình sống 100 năm, nhưng đó là điều ta muốn. Còn định lực của sanh tử, định lực của dòng luân hồi nhân quả và nghiệp lực của chính mình, nó có cho mình sống đến đó hay không, nó là người quyết định, chứ không phải mình là người quyết định. Nói điều này để con mong đại chúng nhớ là ta không chắc được thở đến ngày mai, ta không chắc ngày mai được thấy ánh sáng của mặt trời, ta không chắc ngày mai còn có thể để nhìn ngắm những người ta thương, ta không chắc ngày mai để còn lo cơm áo gạo tiền. Chính vì vậy mà ngày nay còn thở, ngày nay còn thấy ánh mặt trời, ngày nay còn tiếp xúc được với mọi người, hãy trân quý hết lòng cái giây phút của ngày hôm nay. Thế nên người ta hỏi rằng ngày nào là ngày đẹp nhất? Nhiều người trả lời là ngày đẹp nhất đó là ngày tôi được người khác tặng quà. Có đúng không ạ? Ngày mà đẹp nhất là ngày tôi được người khác ca ngợi, tán thưởng, tung hô. Ngày đẹp nhất là ngày mà tôi cất tiếng khóc chào đời. Ngày đẹp nhất của tôi đó là ngày mà tôi nắm tay cô ấy lên xe hoa. Ngày đẹp nhất của tôi là ngày mà tôi thấy đứa con nó mở mắt chào đời. Có 100.000 cái cách để chúng ta trả lời về cái ngày đẹp nhất, bởi trong chúng ta mỗi người lưu giữ một kỷ niệm mà ta cho rằng cái ngày hôm đó là ngày tuyệt vời quá. Tôi chưa từng chạm vào một cái ngày nào vui như cái ngày mà tôi đã đi qua trong quá khứ. Vì vậy chúng ta nói rằng ngày đẹp nhất của tôi hoặc là ngày sinh nhật, hoặc là ngày cưới, hoặc là ngày đi ăn tiệc, hoặc là ngày tôi có tình yêu, hoặc là ngày tôi được tặng quà, hoặc là ngày tôi mới dọn về căn nhà mới, hoặc là ngày tôi mua được chiếc xe, vân vân và vân vân. Nhưng con thưa với đại chúng, ngày đẹp nhất phải là ngày hôm nay, phải là ngày hôm nay. Thưa với đại chúng, ngày hôm qua, cái ngày đẹp nhất của đại chúng nó đã đi qua rồi, nó không còn tồn tại nữa. Và nó đã trở thành quá khứ, nó không thể quay trở lại với chúng ta nữa. Ngày mai là ngày của thời gian, là ngày của đất trời. Cho nên ta không nói cái ngày mai đẹp nhất, mà chỉ có ngày hôm nay, ngày mà chúng ta đang sống đây, ngày mà chúng ta đang thở, còn nói, còn cười, còn đi đứng, còn làm việc, còn lễ Phật, còn niệm Phật, còn tu học Phật Pháp, thì hôm nay mới chính là ngày đẹp nhất, thưa đại chúng. Nếu biết hôm nay ta còn thấy được mặt trời, hôm nay ta còn thở là còn tu chứ không phải còn thở là còn gỡ nghe. Có nhiều người nói còn thở là còn gỡ, gỡ không nổi đâu. Cuộc đời lấy của mình nhiều thứ lắm, mất nhiều thứ lắm, thua nhiều keo lắm, gỡ không nổi. Ngày hôm nay còn thở thì ngày hôm nay đẹp nhất. Đẹp nhất nghĩa là ta còn có mặt, ta còn sự sống. Nhưng thưa với đại chúng, người học Phật chúng ta không phải chỉ dựa trên sự sống,
mà chúng ta còn phải nhìn nhận với nhau về cách sống và cách tu tập của chúng ta thế nào. Còn sống, nhưng nếu bây giờ còn sống mà sống với những điều tiêu cực, sống với bất thiện pháp, sống với những điều sai quấy, thì sự sống đó là sự sống đọa đày, sự sống đau khổ, bởi sự sống nó tạo thêm nhiều những nghiệp chướng. Cho nên sống để đọa đày, sống đau khổ, sống để tạo thêm nghiệp chướng, ngày đó nhất định không đẹp, ngày đó là ngày u ám. Chính vì vậy ta nói với nhau, còn sống ngày đẹp là phải thể hiện qua cách sống của chính mình, cách sống của chính mình. Còn thưa với đại chúng, ta có thể nói với nhau một cái ngày đẹp nó cụ thể của một người Phật tử như thế này. Sáng mở mắt, đặt chân xuống, ta còn chạm được trên mặt đất. Ta đi rửa mặt, ta đi đánh răng, ta đi vệ sinh cá nhân xong. Sau đó ta khoác lên người chiếc áo tràng, lên bàn Phật, ta thắp cây hương, ta chiêm ngắm Đức Phật, và sau đó ta cung kính, tán tụng Ngài, ta đảnh lễ Ngài, ta ngồi xuống trước Phật để đọc lại lời kinh của Đức Phật, lời kinh chứa đầy những năng lượng của thương yêu và tỉnh thức. Ta đọc lời kinh xong, ta đem cái ân đức tụng kinh của ta có được, ta cầu nguyện cho người thân, người thương, người xung quanh ta và tất cả mọi người, mọi loài trên thế gian đều được ngày, đêm, tất cả mọi thời được an bình, được hạnh phúc. Rồi sau đó ta mở mắt ra, ta công việc của buổi sáng, ta làm những việc ta cần làm, ta gặp những người ta cần gặp. Trong những việc ta làm, ta chân thành với công việc, những người ta gặp ta trao gửi yêu thương. Rồi mỗi cái giây phút đi qua, ta sống trọn vẹn với sự tỉnh thức, nghĩa là ta đem sự thiện lành về ở trong trái tim của mình, để cách sống của chúng ta suốt cả một ngày không nghĩ đến là phải ghét ai, phải hại ai, phải hận thù ai, mà ta luôn nghĩ đến Phật, ta nghĩ đến tình thương mà ta cần dành cho cuộc đời này, cho đến khi ta lên giường đi ngủ sau một ngày đi qua, lòng mình không hề có một chút tâm tình của dơ bẩn, của xấu xa, của cấu nhiễm bởi tham sân si, mà nhìn lại ta thấy ta có năng lượng tỉnh thức, ta có tình thương, ta có việc làm lương thiện. Như vậy đó là một ngày rất đẹp của một người Phật tử, thưa đại chúng. Nhưng mà lâu lâu cái cũng có những vầng mây mặt trời đang sáng thế này, lâu lâu có đám mây đen nó bay qua, rồi lại có lúc nó có những trận mưa nữa chứ. Điều đó muốn nói với nhau điều gì ạ? À? Có khi một ngày ta nguyện sống với tâm tốt lành, ấy vậy mà có lúc lòng cũng có chút buồn giận trách hờn. Buồn giận trách hờn ai? Buồn giận trách hờn người làm mình không vừa ý. Buồn giận trách hờn mấy đứa con, đứa cháu vì nó không chịu vâng lời của mình. Nó được xem cái buồn giận trách hờn như là vận mây để che mắt đi ánh sáng mặt trời của chúng ta. Nếu mặt trời là tâm thiện lành, mặt trời là sự tỉnh thức, mặt trời là trí tuệ, thì vận mây kia chính là buồn giận trách hờn. Nó là trạng thái của phiền não. Chính vì vậy thưa với đại chúng là có mây thì phải nhớ rằng láng làm sao đó dùng gió để thổi cho cái đám mây đó bay thật nhanh qua, để ánh sáng mặt trời được sôi xuống nhân gian này. Nghĩa của con muốn nói là gì? Thưa đại chúng, có lúc trong cuộc sống ngày hôm đó có người kia họ làm mình không vừa ý, con cháu nó nói cái câu mình không bằng lòng, mình cảm thấy buồn, cảm thấy giận. Nhưng thưa với đại chúng, buồn giận nhiều được gì cho sức khỏe, cho tâm tình ở tuổi hơn 70 đây? Ở cái tuổi mà hơn 70 này buồn giận nhiều thì hại mình chứ không phải hại người kia. Buồn là ăn không được. Bình thường mình còn có 4-5 cây răng à, lên mình vui vui là mình nhai nó cũng kỹ lắm. Còn mình buồn rồi lên mình nhai không nổi, mình bập bập cái mình nuốt nó nghẹn mất.
nó nghẹn rồi, nhiều khi phải nhờ ai đó nó vú giùm, còn vú không kịp lại chở đi bác sĩ, chở lên bệnh viện mà cứu không kịp nữa là rồi, nó chở mình qua bên cái trại hòm kế bên là xong luôn. Cho nên thưa với đại chúng, ở cái tuổi này rồi, buồn một chút, giận một chút, rồi phải thức tỉnh, dùng cơn gió thổi mây bay đi, nghĩa là thôi kệ nó, mình không có để cho nó làm mình buồn, mình giận, mình hờn nữa. Bây giờ lớn tuổi rồi, buồn giận cũng không được gì. Thôi, mình muốn tốt cho tụi nó, còn tụi nó muốn sao đó thì kệ nó, mình cứ lo, mình nhớ Phật, mình niệm Phật. Bấy nhiêu đó là đã thổi vần mây bay đi mất rồi. Con không thể nói với đại chúng là hãy làm sao đó để một ngày đi qua không có sự buồn giận trong lòng. Mà con thưa với đại chúng là phút giây nào có buồn giận ở trong lòng, biết mình đang có buồn giận, và cái năng lượng của sự buồn giận không giúp gì được cho mình. Nó chỉ làm mệt mỏi, làm đau khổ mình và làm mất niềm vui nụ cười nơi người khác thôi. Thế cho nên mỗi lần có buồn giận, đại chúng cứ nhớ giùm con đó là buồn giận không tốt, buồn giận chỉ làm ta thêm mệt mỏi, buồn giận không cho ta thêm phước báo, buồn giận chỉ làm ta tiêu mòn đi công đức. Chỉ có tâm hỷ xả mới làm lòng mình bình an, chỉ có sự bỏ đi mới làm tâm mình thảnh thơi, và chỉ có sự hoan hỷ thì mới làm ta sanh phước đức. Nhớ giùm con cái này. Rồi bây giờ ta thấy là một ngày của chúng ta đi qua rất đẹp. Cái người mà sống tốt thì ngủ không có nằm mơ, không có giật mình giữa đêm hốt hoảng, không có thấy cái trạng thái có đứa nào nó đứng ở dưới chân giường nó đè nó bóp cổ. Rất nhiều người đến chùa gặp con và nói rằng nhờ thầy cho con cái bùa, cái phép. Hỏi để làm gì? Nói con ngủ hay bị giật mình lắm, con ngủ hay nằm thấy ác mộng lắm, thời gian gần đây con ngủ con nằm con thấy có người rượt con hoài luôn, có người rượt con rồi có người xô con xuống hố, rồi có người cầm dao dí con, rồi có người họ xô con vô trong cái chỗ một cái đống lửa đang cháy. Mà nhiều và rất nhiều lần như vậy, cứ hai ba hôm là con lại thấy như vậy. Con nói đừng có sống ác nữa. Vừa nói vừa cười chứ không có dám nghiêm túc, nghiêm túc thì dễ bị ăn đòn lắm. Vừa nói vừa cười, nhớ đừng sống ác nữa nghe, sống tốt tốt chút đi là hết. Nửa đùa nhưng mà là thật. Tại sao ta ngủ mà ta cứ thấy người khác rượt, ta ngủ mà ta cứ thấy bị thú dữ ăn thịt, ngủ mà cứ thấy bóng đè, ngủ mà cứ thấy có trộm cướp, rồi bị nhà cháy nước trôi, đủ hết các kiểu trên đời. Con nói điều này để đại chúng suy xét lại. Đó là trạng thái tâm của đại chúng, nó biểu lộ khi đại chúng ngủ. Hệ thần kinh của đại chúng trong những ngày đó nó bị áp lực quá nhiều, đại chúng suy nghĩ quá nhiều, đại chúng hờn trách quá nhiều, đại chúng buồn giận quá nhiều. Thì chính những cái đó nó làm tâm đại chúng nặng nề. Và khi đại chúng ngủ, đại chúng bị giật mình, bị hoảng loạn bởi những điều đó. Không có một con ma nào làm như thế cho ta cả. Bây giờ muốn để mà chấm dứt được những trạng thái của ác mộng, trạng thái của nằm mơ như thế, thì chỉ có cách là thực tập sống chánh niệm. Thực tập sống chánh niệm ở đây là gì? Nghĩa là đại chúng bỏ đi những cái buồn giận trách hờn đó, niệm Phật nhiều hơn, lòng bình an. Ngủ mơ cũng có mơ đó, nhưng không mơ thấy những cái ác mộng, mà mơ thấy Đức Phật, mơ thấy Bồ Tát, mơ thấy những điều tốt đẹp. Đại chúng tin con đi, con đang nói thật. Cho nên mai mốt có nằm mơ bị ai đó đè bóp cổ thì nhớ là về chùa lại Phật. Con lại Phật mấy hôm nay tâm của con nó không tốt.
Mấy hôm nay lòng con nó bất an, con cứ lo, con nghĩ xấu cho người này, con ghét bỏ người kia, con trách hờn nhiều quá, cho nên con hay nằm mơ. Hôm nay con sám hối, con hứa với Ngài là con không dám như vậy nữa. Con nguyện thực tập chánh niệm, con nguyện niệm Phật nhiều hơn là nó hết. Người sống khi mở mắt, khi làm việc, lòng chứa đầy những buồn phiền thì giấc ngủ không thể yên, không thể yên được. Lại có nhiều người nằm xuống cứ trằn trọc mãi, nửa đêm vẫn chưa ngủ được. Rồi đến bác sĩ nói rằng tôi bị chứng mất ngủ. Bác sĩ cho thuốc ngủ về uống, rồi lắm khi người nó cứ giật giờ ra đó mà cũng không chịu ngủ. Thưa với đại chúng, trong thuốc ngủ là thuốc để an thần, để làm cho hệ thần kinh của chúng ta nó lắng xuống, nó dịu xuống. Vì sao vậy? Vì chúng ta không chịu ngủ. Chúng ta tới giờ ngủ mà không ngủ, chúng ta cứ suy nghĩ lung tung. Cái giường ngủ của mình nó trở thành cái nơi mà mình đem lên đó biết bao nhiêu là thứ. Đại chúng có chắc là đại chúng ngủ một mình không? Cái này đại chúng nói, thầy hỏi kỳ thầy. Thầy hỏi kỳ vậy, con ngủ có bãi nằm bên cạnh nữa chứ thầy hỏi vậy sao trả lời. Con ví dụ, cái này ví dụ thôi nha. Cái giường đó có hai người, đó là đại chúng với cái người tình trăm năm, người đồng sàng đồng mộng với đại chúng, đó là chồng là vợ. Nhưng có chắc khi lên ngủ chỉ có hai người không? Chắc không? Nhiều người nói ông thầy ông hỏi dễ quýnh lộn dễ sợ. Còn chắc với đại chúng, chưa bao giờ cái giường đó là hai người, chưa bao giờ cái giường đó là một người. Nếu đại chúng sống một mình, lên giường chưa bao giờ đại chúng ngủ một mình, mà đại chúng mời gọi rất nhiều người lên ngủ. Khi đại chúng leo lên giường, đại chúng bắt đầu nhớ lại sáng nay mình gặp ai đó, hôm trước mình đi đám mình gặp ai đó, hôm kia mình đi đâu mình tiếp xúc mình nói với ai đó, rồi ngày mai này mình sẽ làm gì, mình sẽ gặp ai. Bắt đầu đại chúng mời gọi những người đại chúng đã gặp trong những ngày hôm qua, trong sáng nay, và mời gọi cả những người mà mình chuẩn bị gặp cho ngày mai ngày mốt, mời gọi họ leo lên giường với mình. Đúng chưa? Đó là chưa kể đến nằm đó nhớ cái chiếc xe chưa thay nhớt, nhớ cái chiếc xe lâu quá rồi mình chưa thay lớp, nhớ lại hôm trước cái cây ở sau giường nó bị ngã, nó bị đổ, rồi nhớ lại sầu riêng nó không có giá. Ôi đủ thứ cái chuyện trên đời, cái giường đó nó chứa quá nhiều thứ, sao ngủ ngon được. Nó chật chội, nó bắt đầu chật chội, nó bắt đầu nhỏ dần, nó bắt đầu quá nhiều thứ bề bộn trên giường ấy. Nói như thế để thấy là đây, cái này nó không chịu dừng lại. Để rồi bao nhiêu cái đúng ra đó không cần phải nhớ, không cần phải nghĩ, mà mình lôi hết lên trên giường, ngủ làm sao yên. Tâm thức mình chật chội, cái giường nó trở nên chật, chật chội. Nên mai mốt trước khi đi ngủ lên lễ Phật, con cầu nguyện cho tất cả mọi người, mọi loài khi thức cũng như khi ngủ luôn được bình yên. Kính lại Thế Tôn, con chúc cho mọi người có một giấc ngủ yên bình. Leo lên giường là khi ấy chỉ có nhớ Phật, niệm Phật, một Đức Phật với chúng ta thôi, rồi đi vào trong giấc ngủ. Cỡ nào không bình an, cỡ nào không bình an, lúc đó muốn bất an cũng không bất an được. Nên ngủ như vậy thì ngủ nó ngon. Nhưng mà muốn leo lên giường mà niệm Phật được nhiếp tâm, muốn leo lên giường mà chỉ có Đức Phật với mình không, thì làm sao? Khi làm việc, khi sống, từ sáng đến trưa đến chiều đến tối, lòng phải nhớ Phật nhiều hơn là nhớ những buồn giận trách hờn. Đồng ý với con điều này. Trở lại câu hỏi đầu tiên, câu hỏi là chúng ta sẽ sống được bao nhiêu năm? Thưa, không ai có thể ước tính và đoán định một cách chắc chắn được cả. Lời kinh của Thế Tôn con xin được nhắc lại với đại chúng, mà con đã từng nhắc lời kinh này rất nhiều lần.
Đức Phật nói mạng sống này chỉ dựa trên hơi thở mà thôi. Một hơi thở đi ra không trở vào thì không có cái gì gọi là của ta cả. Bạn hãy nghĩ đi, khi hơi thở ra không trở vào trần gian này, cái gì còn là của bạn? Chính xác thân, cái mà bạn đang lo cho nó, bạn cho nó là đi mãi mãi thủy chung với mình. Một hơi thở ra không trở vào, nó cũng bỏ bạn đi. Thì trần gian này cái gì là của bạn? Vì vậy, ta có thể nói với nhau rằng lời Đức Phật là một thông điệp để nhắc nhớ chúng ta, mạng sống của chúng ta không phải là ước định 70, 80 hay 90 năm, 100 năm, mà mạng sống của chúng ta chỉ dựa trên hơi thở. Hơi thở còn là còn sống, hơi thở ra không trở vào là ngủm củ kiệu rồi, không còn gì nữa đâu nha. Vậy thôi, nhắc nhớ nhau là còn thở là còn ráng mà sống cho vui, còn thở là láng mà làm phước, còn thở ráng mà tu. Ngày mai nghỉ thở, không có cơ hội để làm những chuyện đó nữa. Cho nên còn thở thì tranh thủ thời gian còn thở để còn sống tốt, còn tu tập cho tốt. Còn hỏi câu thứ hai là mình đi tu, mình đi chùa, mình học Phật để cầu mong điều gì, để được gì, ước mơ gì trong chuyện đi tu, đi chùa, đi học Phật? Đại chúng, tùy theo cái trường hợp, tùy theo cái cách hiểu, cách nhìn của mình về Phật Pháp mà chúng ta có cách trả lời khác nhau. Có người sẽ nói rằng con thấy cuộc đời chán nản quá, nhiều đau khổ quá, con muốn đi tu để vãng sanh về thế giới của Đức Phật. Con thấy cuộc sống này con người có nhiều dối trá quá, có nhiều lọc lừa quá, con muốn đi tu để nuôi lớn lòng từ bi. Cuộc sống này nó vô thường lắm, nó không có biết được ngày mai như thế nào, cho nên con muốn tu để gieo duyên cùng với Phật Pháp. Con của con nó hư hỏng, nó không có biết vâng lời, con muốn đi tu để đem công đức hồi hướng cầu nguyện cho nó, để nó biết được Phật Pháp, nó biết vâng lời. Con đi tu là để cầu nguyện cho bố mẹ của con có được sức khỏe, bố mẹ con sống yên bình, bố mẹ con sống hạnh phúc. Con đi tu là muốn làm cho tâm con được an định. Con đi tu muốn làm cho trí tuệ của con nó được sáng suốt. Có trăm ngàn cái cách để chúng ta trả lời về việc chúng ta đi học và tu theo Phật. Nhưng hôm nay con thưa với đại chúng, con không trả lời về những cách dông dài, mà con thưa với đại chúng là chúng ta đi tu, ngoài trăm ngàn những điều chúng ta muốn thì có một điều rất đơn giản nhưng rất quan trọng. Nó đơn giản mà lại quan trọng, vì sao lạ kỳ vậy? Thưa với đại chúng, con sẽ phân tích sau. Con nói với đại chúng, học Phật, tu theo Phật để chúng ta sống với trạng thái tâm chấp nhận. Chấp nhận nghe có lạ không? Lạ quá. Ủa, đi tu để đạt được thiền định, đi tu để đạt được trí tuệ, đi tu để chấm dứt khổ đau, sao ông Minh Thiền ông nói đi tu để chấp nhận? À, con thưa với đại chúng thế này, sức khỏe ai cũng quý hết. Không ai nói rằng tôi đang cần tiền, tôi sẽ bán sức khỏe để lấy tiền. Mạng sống ai cũng quý hết. Không ai nói rằng tôi đang cần tiền, tôi đem mạng sống này tôi bán. Người thân người thương ai cũng quý hết, không bao giờ muốn xa lìa. Vạn vật ở trên thế gian này, dù ta muốn hay không muốn, nó vẫn theo quy luật của nó để sinh tồn và hoại diệt. Nếu như không học trạng thái tâm, không sống với trạng thái tâm chấp nhận, ta rơi vào trong khổ đau.
con nói rất nhỏ thế này: ngày nào đó đại chúng cảm thấy là đôi tay này, đôi chân này, đôi mắt này, cái lỗ tai này, nó không còn nghe lời mình nữa, nó không nghe lời mình nữa. Mới đây thôi mình còn đi rất là vững vàng, mình còn chạy được chứ mà. Mới đây thôi mình có thể bưng bê khăn giác cái món đồ vật 20kg, 30kg thôi mà. Mà sao bây giờ mình bưng cái chén nó lại rung như thế này, mình bưng cái ly nước nó lại rung thế này. Bây giờ một chút là nó đau, một chút nó lại nhức. Và rất nhiều người lớn tuổi sống trong sự bực dọc, khó chịu và đau khổ. Bởi vì mình không chấp nhận được sức khỏe của mình bây giờ nó tệ như thế này. Đây con nói các cụ nhớ để sau này các cụ sẽ sống vui với cái tuổi lớn, sống vui với những cái bệnh đau. Con hỏi đại chúng, ngày tháng đi qua chúng ta chỉ già hơn chứ không thể trẻ lại. Không thể trẻ lại thì sức khỏe này nó cũng mỗi ngày đi qua nó dần bỏ chúng ta đi. Đại chúng cứ hình dung nó như cái cục pin đó, như cục pin mình xài á, là từ từ nó vơi đi. Nhưng mà pin điện thoại xài vơi đi, cắm sạc vô nó đầy lại, còn sức khỏe của đại chúng không có sạc để đầy lại được. Nó chỉ vơi đi đến lúc nó cạn dần và nó không còn nữa. Đại chúng nói, tôi khó chịu, tôi bực bội ghê. 10 năm trước còn chạy đá banh được, 10 năm trước còn chạy đua xe máy được, bây giờ nó lại thế này. Chán ghê hồn chán. Làm gì có cái chuyện mà chống gậy đi cà rê như thế này. À, nó rất nhiều cái. Chúng ta đang nói ở sức khỏe của mình thôi. Đau khổ, đau khổ. Con từng gặp quý Phật tử đến thăm con mời uống nước, nhưng mà thực tế là bưng ly nước hoặc cầm chai nước bất ổn. Con không nói là không được nhưng rất bất ổn. Có nhiều cụ bưng lên là cái tay nó cà rung vậy nè. Ở đây có cụ nào rung vậy không? Có, về ít ăn chân gà lại. Ông bà ngày xưa nói ăn chân gà nhiều nó rung tay. Nó vui vậy thôi, có những người họ không ăn họ vẫn rung. Để cho thấy là thân này có bệnh và nhiều người đau khổ. Cái bệnh đã làm họ khổ rồi thì cái trạng thái tâm không chấp nhận cái bệnh đó lại càng khổ hơn. Bây giờ con thưa với đại chúng không chấp nhận cho tôi đang bệnh thì nó có hết rung không? Ví dụ như bây giờ đại chúng bị rung tay, bị rung chân, bị đau nhức xương khớp, mình không chấp nhận nó thì nó có hết không? Không hết, nó vẫn như thế. Nó có thể làm cho bệnh của mình ngày càng nặng thêm, bởi vì trạng thái tâm bực dọc khó chịu của mình làm cho bệnh càng nặng thêm. Cho nên bây giờ con mới nói với đại chúng là học Phật để học cách chấp nhận những thay đổi, mà những thay đổi không hoàn hảo, những thay đổi bất toàn đến với mình. Lúc bây giờ ta không có cần phải nhớ lại, không có nuối tiếc thanh xuân là 10-20 năm trước ta cầm cái ly ta bưng được bình thường, hoặc là ta bưng được món đồ vài 30kg nữa. Nếu càng nuối tiếc về quá khứ để so sánh mình với hiện tại thì ta càng làm ta đau khổ, ta càng trách mình nhiều hơn. Bây giờ chấp nhận là thế này, bưng cái ly lên thấy nó rung, tay chân nó đau, nó nhức, nó mỏi, thì mình nói với mình một cách rất nhẹ nhàng: mình già rồi mà, mình lớn tuổi, mình ăn nhiều cái Tết rồi mà, và mình học Phật rồi mà, mình biết cái thân này nó là vô thường mà, nó mượn từ cát bụi rồi nó từ từ nó phải dần suy yếu đi mới trả về cát bụi, chứ khỏe hoài thì chừng nào trả. Mình chỉ cần nói với mình rất ngắn, rất đơn giản như vậy thôi là mình có thể giải quyết được những cái bực dọc của mình, là mình chấp nhận được mình trong hiện tại.
Rồi con thưa với đại chúng, ví dụ như đại chúng nuôi những đứa con, có những đứa cháu, đại chúng dùng hết tình cảm, hết lời để răn dạy, để bảo ban, mà nó vẫn không nghe, nó vẫn thích sống theo cách của nó. Có đứa thì trước đây nó ngoan hiền, nó đối xử với mình rất là tốt, nhưng dần dần rồi bắt đầu ngày một lớn hơn, nó lao vào trong công việc, nó sống, rồi bắt đầu nó thưa dần. Những cái lần gặp mình rồi nó cũng ít có dành tình cảm, nó không có thương mình như trước đây nữa. Mình làm sao? Mình đau khổ, mình trách nó, mình nói thế nào? Hồi trước nó tốt A, B, C vậy đó, còn bây giờ nó vậy đó. Cái mình so sánh, cái mình trách. Nghĩa là gì? Mình không chấp nhận sự thay đổi của đứa con, đứa cháu trong cái cách đối xử với mình. Rồi bây giờ đại chúng không chấp nhận được điều đó, đại chúng thay đổi được nó không? Vẫn không thay đổi được. Đại chúng càng không chấp nhận thì đại chúng càng buồn tủi thêm. Và càng buồn thì đại chúng sẽ ôm ấp trong lòng mình cái nỗi giận rất là lớn. Tại sao lại đối xử với tao như vậy, trong khi tao là ông bà, tao là cha mẹ của mình. Như vậy thì con thưa với đại chúng, trong hoàn cảnh này học cách chấp nhận. Phải chấp nhận được rằng mọi người, mọi vật trên cuộc đời đều thay đổi. Mình đây còn thay đổi, huống hồ chi là cảm xúc, là tình người, là hoàn cảnh, làm sao không thay đổi được. Mọi thứ phải nhìn nó với ánh mắt là luôn thay đổi, không có cái gì dừng và ở yên ở một trạng thái cả. Con mình cũng thế. Ủa, tại sao chúng ta có thể vui được khi cái đứa mà trước đây á, nó đối xử tệ với ta, bắt đầu ngày tháng thay đổi, rồi nó đối xử tốt với ta, ta vui được với đứa đó, ta chấp nhận điều đó. Mà khi cái sự thay đổi đó là trước đây sống tốt, bây giờ nó sống không tốt với mình, thì mình lại không chấp nhận. Từ cái chuyện tình cảm của người cháu dành cho ông bà, người con dành cho bố mẹ, ta liên đới đến tình cảm của rất nhiều mối liên hệ trong cuộc sống này. Chẳng hạn như vợ với chồng cũng thế, anh với em cũng thế, bạn bè với nhau cũng thế. Có những lúc dành cho nhau rất nhiều những sự nồng ấm, rất nhiều những sự đồng nàn, nhưng lại có giai đoạn dành cho nhau đó là sự thờ ơ, là bỏ mặc, là quên lãng, là vô tình. Ta phải chấp nhận được hết những điều này, vì ta hiểu một cái rất tường tận, đó là Đức Phật nói mọi thứ luôn thay đổi, không có cái gì là mãi mãi. Chỉ cần chấp nhận được như thế, đại chúng không đau khổ. Và tại sao con nói đại chúng học Phật là để học sự chấp nhận? Học Phật học sự chấp nhận, cái nghĩa của từ chấp nhận sâu thẳm nó là gì đại chúng? Đó chính là tùy duyên và thuận nhân duyên, không có chống. Như vậy người biết chấp nhận là người có được trí tuệ để nhìn nhận mọi việc nó diễn biến với cái nhìn của tuệ giác là mọi sự, mọi việc luôn vô thường. Ta bằng lòng, ta chấp nhận nó, ta không chống đối, ta không đau khổ, ta không phiền muộn. Như vậy quả thực là một con người sống tùy duyên, mà tùy duyên đó là tùy duyên của người đạt được trí tuệ. Trí tuệ của người con Phật nó quan trọng vô cùng. Mà người sống tùy duyên, người sống biết chấp nhận, người này không có buồn, không có khổ đau, người này mỉm cười được trước mọi sự thay đổi của cuộc sống. Dù mọi sự thay đổi đó nó luôn đem đến những sự không hoàn hảo, đem đến những sự bất toàn, nhưng người này chấp nhận được thì người này sống trọn vẹn được với Phật Pháp. Nên con thưa với đại chúng, con hỏi đại chúng là đi học Phật để làm gì? Có nhiều cách để trả lời, nhưng con thưa với đại chúng, học Phật là để chấp nhận được, mỉm cười được trước mọi sự thay đổi của hoàn cảnh, của con người và của bản thân mình. A Di Đà Phật. Khi nãy con có hỏi đó là điều gì làm cho các cụ thấy khổ tâm nhất?
hai câu trả lời đó là lo nghĩ cho gia đình, lo nghĩ cho con, cho cháu. Tại sao các cụ không lo nghĩ cho các cụ? Tại sao quý cô không lo nghĩ cho quý cô? Chúng ta thấy rằng chúng ta nhận cái trách nhiệm của mình trong gia đình rất là lớn. Mình nghĩ con hay cháu mình nó còn thiếu sót chuyện này, nó khiếm khuyết chuyện kia là có phần trách nhiệm của mình. Trong ngôi nhà đó mà không dư giả, thiếu cơm, thiếu áo, thiếu gạo, thiếu tiền, mình cũng nhận phần trách nhiệm của mình. Đó là vì chúng ta mang trái tim và khối óc của người làm ông, làm bà, làm bố, làm mẹ. Cho nên chúng ta luôn nhận phần trách nhiệm về mình. Và đó là chuyện rất dễ hiểu, bởi vì ông bà bố mẹ nào cũng hết lòng thương con, thương cháu. Cho nên luôn nghĩ và tìm mọi cách để làm cho gia đình mình thật là tốt, cho con, cho cháu của mình nó có một đời sống thật là đủ đầy và dư giả. Tâm tình đó là tâm tình chung của tất cả quý ông cụ, bà cụ, quý cô, quý chú ở đây. Rất dễ hiểu. Và con hỏi cái gì làm khổ nhất thì gánh nặng đối với gia đình là làm cho các vị nặng nề nhất, khó khăn nhất, khổ sở nhất. Nhưng con thưa, bây giờ chúng ta lo nghĩ về chuyện con, chuyện cháu, chuyện gia đình, nó như là một cái phần rất lớn của đời sống này. Hay có thể nói là chúng ta dành cả thanh xuân, dành cả cuộc đời để lo cho tổ ấm, lo cho cháu, cho con mà không lo nghĩ đến mình. Con hoàn toàn đồng tình với cái quan điểm của quý Phật tử. Nhưng cho con xin được góp ý một chút thôi, rất nhỏ. Cái chuyện mà mình lo cho con, cho cháu, lo cho gia đình họ mấy mươi năm cố gắng lo rồi, đã cũng nặng nề lắm rồi, cũng mệt mỏi lắm rồi. Bây giờ chúng ta cũng phải dành chút thời gian để lo nghĩ cho mình nữa. Phải dành chút thời gian lo nghĩ cho mình. Tại sao con nói điều này? Con tiếp xúc với rất nhiều ông cụ bà cụ lớn tuổi. Ông cụ bà cụ lớn tuổi luôn có cái tâm tình như nhau, đó là sao thấy mấy đứa nhỏ nó không có ngoan, cái thấy lo quá thầy ơi. Thấy có được thằng cháu nội mà nói nó không có nghe lời, cái thấy lòng nó không có vui. Kiểu này rồi mai mốt rồi chết rồi không biết rồi ai sẽ dạy bảo nó. Rất và rất nhiều tâm tình của quý Phật tử lớn tuổi là như thế. Rồi con hỏi, bây giờ lúc mà còn khỏe, còn trẻ, còn theo, còn lo cho nó những gì nó muốn cố gắng để đáp ứng, để chu cấp. Rồi bây giờ lớn lên rồi, nhiều tuổi rồi, sức khỏe yếu đi rồi, đâu còn khả năng để lo cho nó nữa. Vậy thì tại sao không để cho chính nó lo cho nó, còn cụ phải tự lo cho mình? Cái việc mà cụ lo cho cháu, cho con là con không phản đối, nhưng cụ phải lo cho mình nữa. Không phải để cho cách sống của cháu, của con nó ảnh hưởng hoàn toàn đến đời sống của mình. Khi nó ngoan thì mình sẽ vui cả ngày, cả đời. Khi nó không ngoan thì mình sẽ buồn cả ngời, cả đời, rồi buồn đến khi vào quan tài. Không được như vậy. Lo cho nó, chăm sóc nó, muốn nó tốt là tâm tình của người lớn. Nhưng nếu nó không được như vậy thì thôi, chuyện của nó, nghiệp của nó, để nó tự chịu trách nhiệm. Mình phải lo niệm Phật, mình lo tu, mình lo bình an. Và có một điều, tại sao mình cứ phải lo niệm Phật, lo tu, lo bình an? Vì mình cần được như thế. Tuổi lớn cần được bình yên, tuổi lớn cần thêm câu niệm Phật, tuổi lớn thêm những lời cầu nguyện. Để làm gì? Để những đứa con, đứa cháu mình nó hưởng được cái ân đức. Còn bây giờ cứ ngồi đó mà buồn mà lo đó, nó không sanh phước đức,
nó không có được chút cái phước lành nào cả. Thay vì cái thời gian mà ngồi để buồn, để lo, để khổ, để trách một đứa, thì ta dành thời gian tâm tình đó để ta niệm Phật. Niệm Phật nó có phước, có đức hơn. Và khi đó ta gửi đến cho con, cho cháu mình để cầu nguyện cho nó tỉnh thức, cho nó sống tốt, thì quả mai cái phước đức này của chúng ta có thể xây chuyển, có thể ảnh hưởng đến nhân quả của cháu, của con mình. Đây là điều con thưa rất thật với các cụ. Cho nên bây giờ mình cũng lo, cũng nghĩ cho con, cho cháu mình, nhưng mình lo nghĩ theo cách khác hơn trước đây. Trước đây là nó đòi gì thì chu cấp, nó cần gì thì đều đưa cho nó đủ. Nhưng bây giờ tuổi lớn không có những thứ để đưa cho nó nữa, thì đưa phước báo cho nó, đưa sự tu tập cho nó bằng chính sự tu tập của mình. Đó nó quan trọng hơn nhiều, quan trọng hơn nhiều. Và cũng thưa với quý anh chị, quý em ở đây, những người còn trẻ, còn sống với cha, với mẹ. Có người thì hạnh phúc khi được sanh ra trong một gia đình có truyền thống theo Phật giáo. Nhưng có người sanh ra mình có duyên được đi chùa, mình có duyên học Phật, nhưng cha mẹ mình không có cái duyên đó. Thì cũng như thế, bây giờ mình ngoài việc chu cấp cơm áo gạo tiền, lo đời sống cho cha mẹ đủ đầy, thì mình còn phải cố gắng nỗ lực tu tập, mình tạo mọi nhân duyên để đưa cha mẹ mình đến với Phật Pháp nữa. Đó là việc mà những người trẻ có duyên với Phật Pháp, cha mẹ không có duyên, người thân không có duyên, các bạn cần phải làm. Đừng có nghĩ rằng thôi mình có duyên, bây giờ ba mẹ không có duyên, ba mẹ luôn cấm cản. Bây giờ mình mà có đưa ba mẹ tạo cơ duyên đến với Phật Pháp, ba mẹ cũng chắc gì đã chịu nghe mình để đi chùa, chịu nghe mình để hướng thiện, chịu nghe mình để quy y. Các bạn chưa thử làm sao các bạn biết người làm bố là mẹ không duyên? Các bạn chưa thử làm sao các bạn biết người làm bố là mẹ không chịu quy y, không hướng thiện? Cho nên các bạn phải thử và nỗ lực một lần, hai lần bố mẹ vẫn chưa chấp nhận theo mình, thì lúc bấy giờ mình phải phát nguyện là mình chưa đủ phước, chưa đủ đức để nói, để xây chuyển bố mẹ, thì phải phát nguyện tu tập nhiều hơn, tạo nhiều những phước lành hơn thông qua những việc làm, cách sống đầy nhân nghĩa của mình. Lúc đó mình đủ phước, đủ đức, mình nói bố mẹ tự khắc sẽ nghe mình, để bố mẹ quy y Tam Bảo, bố mẹ đi trên con đường Phật Pháp. Đó là việc những người con nên làm. Hôm nay con được cái duyên về thăm, có đôi điều tâm tình chia sẻ với đại chúng. Con nói nó hơi dài, nó hơi miên man, nhưng mà con mong đại chúng nhớ giùm cho con, đó là ta không sống 100 năm như ta nghĩ, ta chỉ sống dựa vào hơi thở mà thôi. Nên khi còn có mặt trên trần đời thì nên trân quý phút giây ta đang sống, để ta chan hòa với mọi người trong cuộc sống này, để ta tìm được những giây phút thật sự là bình yên. Điều thứ hai, con mong đại chúng nên nhớ rằng ta đi học Phật, học Phật để học được cách tùy duyên, học được cách chấp nhận của mọi vạn vật hiện tượng cho đến cả con người. Nó luôn thay đổi, không có gì là dừng lại ở yên một trạng thái. Người thay đổi, ta cũng thay đổi, hoàn cảnh cũng thay đổi. Cho nên thay đổi có tốt hay xấu gì cũng mỉm cười đón nhận và chấp nhận, để lòng mình được bình yên. Điều thứ ba con thưa với đại chúng, sống là phải có trách nhiệm với cuộc đời, sống là có những thứ ta cần phải lo, phải nghĩ cho đời sống, cho gia đình này. Nhưng hãy lo nghĩ như thế nào cho nó phù hợp với lời Phật dạy, lo nghĩ như thế nào để lòng mình không có chứa những phiền não, lo nghĩ thế nào để trong cuộc sống mình và người thân của mình gặt hái thêm được nhiều những thành tựu trong cuộc sống. Đó chính là tạo thêm được những phước báo và công đức cho cuộc đời này. Con xin cảm ơn đại chúng đã ngồi lắng nghe. Con xin kính chúc sức khỏe đại chúng, cầu mong đại chúng sống hơn 100 tuổi. Rồi bây giờ đại chúng có muốn hỏi gì thì đại chúng hỏi.
Nhưng mà hỏi dễ dễ thôi, hỏi khó không biết đường đâu trả lời. Dạ con có... Minh Thanh ơi, có bà cụ đưa tay kìa. Bà cụ đưa tay cái Minh Thanh đưa cái mic xuống đi. Dạ bà cụ đưa tay lên ạ. À. Ai đưa tay lên ạ? À? Mô Phật, thưa đại chúng, có Phật tử là rất là bực bội, khó chịu. Rồi tôi rủ đi chùa, đi 6-7 tháng rồi, tôi cũng nói là đi chùa là trả nợ trần gian. Đến khi cô đi 7-8 tháng rồi, cô hỏi tôi thì hỏi con thì sao bà nói đi chùa thì trả nợ trần gian, mà bây giờ tôi đi gần cả năm rồi mà thiếu nợ 400-500 triệu, người ta cứ ngày nào cũng đến đòi. Thưa Phật, cái tôi không biết trả lời làm sao. Tôi nói thì tôi cô kêu cô đi trả nợ trần gian chứ đâu phải trả nợ trần ngày, thì cô thiếu nợ cô trả chứ giờ hỏi tôi biết làm sao. Dạ thưa thầy, con xin nói. Câu hỏi này là câu hỏi bất bí rồi, không biết đường đâu trả lời. Bây giờ con con thưa với đại chúng, mình nợ người ta đó, nợ tiền, nợ bạc thì phải lo đi làm để kiếm tiền, kiếm bạc mà trả người ta. Nợ nghĩa, nợ tình thì sống cho nó tốt để trả cái nghĩa, cái tình. Chứ không phải bây giờ nợ 400-500 triệu nói là đi chùa là tự nó hết nợ. Phật đâu có 400-500 triệu để cho. Nếu mà Đức Phật Ngài mà cho được cái kiểu đó thì Thầy trụ trì ở đây đâu có khổ cực như vậy. Nếu mà Phật cho kiểu đó thì cả trần gian này theo Phật hết rồi. Bởi vì phần lớn chúng ta ai cũng thấy mình nghèo, ai cũng thấy mình thiếu, ai cũng thấy mình nợ hết á. Rồi á, mình đi mà đến chùa để cầu mà nói Phật ơi con đang thiếu 200 triệu, cái Phật chìa tay ra 200 triệu, mình đi hoài luôn. Lúc đó ở chùa nhiều hơn ở nhà. Đi xin được quá mà. Cho nên con thưa với cô nói lại là đi chùa học Phật là để tu, để mình sáng suốt hơn, mình sống tốt hơn, mình trách nhiệm hơn. Chứ không phải đi chùa học Phật là để nhờ Phật trả nợ giùm. Mình mượn nợ mình trả, Phật không có mượn cho nên không có bắt Phật trả. Còn nếu mà nói đi chùa để trả nợ cái kiểu đó thì đi 10 năm nữa nợ nó chỉ có sanh thêm chứ nó không thể vơi đi. Nên nợ cố gắng lo làm ăn. Nếu mà tuổi lớn không làm ăn được thì coi cái miếng giường, miếng đất nào đó bán bớt rồi trả nợ đi thì nó hết nợ. A Di Đà Phật. Minh Thanh ơi, đây có ông cụ đưa tay nè Minh Thanh. Dạ, cụ đưa tay lên lại để cháu nó đưa mic tới. Dạ thưa Thầy, cho con xin hỏi không? Con thấy cái cuộc đời này sự vui buồn khổ gì cũng có, nhưng mà con thấy một người khi mà mẹ thì nó khóc liền, chứ không có thấy một cái người nào mà cười hết. Hello. Nên con thấy điều đó mà con thắc mắc. Hello. Hello. Nên con xin hỏi Thầy, không biết cuộc đời này như thế nào mà một người sinh ra là đều khóc hết, không có một cái người nào mà cười hết. Nên con xin Thầy trả lời câu đó cho con. Mô Phật, xin cảm ơn chú. Mai mốt con sẽ bạch thượng tọa, con sẽ suy nghĩ lại. Mỗi khi thượng tọa sai con về đây giảng, chứ đây toàn hỏi khó không. Hỏi chơi bất bí không chết rồi.
bây giờ Minh Thiền nói vui nhưng mà thật. Chú có thể là thấy mọi người sanh ra là khóc, nhưng Minh Thiền gợi ý cho chú có một người sanh ra là cười. Biết ai không? Biết ai không? Đức Phật. Đức Phật ngày sanh ra ngày không có khóc. Ngày sanh ra ngày không khóc. Rồi cái chuyện sanh ra không khóc như thế nào, có dịp rồi mình sẽ nói. Như vậy thì mình trả lời là có một người duy nhất giữa thế gian sanh ra không khóc, đó là Đức Thế Tôn. Đó là Đức Thế Tôn. Còn tất cả mọi người sanh ra khóc, vì sao? Theo tinh thần nhân quả của nhà Phật thì chỉ có Đức Phật, chỉ có chư Bồ Tát, các bậc thánh hiền đi vào cuộc đời bằng hạnh nguyện, đi vào cuộc đời bằng hạnh nguyện, bằng nguyện lực đi đến nhân gian này, hoặc đi vào trong mười phương thế giới, mười phương cảnh cõi, là mục đích để giáo hóa chúng sinh. Các ngài đến với trần gian, các ngài không khóc. Còn tất cả chúng ta đến với trần gian khóc, vì sao? Chúng ta không đến với hạnh nguyện, không đến với nguyện lực, mà chúng ta đi đến đây bởi nghiệp lực. Nghiệp lực đưa đẩy chúng ta trở lại cuộc tử sanh này. Và có nghiệp lực nên mới có sanh tử, có nghiệp lực mới còn đi trong luân hồi, và còn nghiệp lực cho nên mới chuốc lấy khổ đau và sanh ra cuộc đời này. Y học nói là khi ta vừa lọt lòng mẹ, ta tiếp xúc với không khí, da thịt của ta lúc ấy nó còn rất là mỏng, nó rất mỏng manh, cho nên nó tiếp xúc với không khí là nó đau, nó rát, nó cất lên tiếng khóc. Chúng ta có nhiều cách để nói về cái khóc. Minh Thiền không nói về y học, mà Minh Thiền nói về Phật Pháp, nói về cái nhìn của nhà Phật chúng ta, về cái tiếng khóc của một đứa trẻ khi lọt lòng. Các bậc thầy lớn luôn nói với chúng ta là khi vừa chào đời mình khóc oa oa, đó là gì? Khổ quá, khổ quá, đúng không? Nó y vậy đó, là khổ quá, khổ quá. Nghĩa là gì? Trời ơi, khổ lắm mới sanh ở cuộc đời này. Và nếu như đó là một cái thuyết đúng đắn thì cái thuyết này giúp đỡ chúng ta nhìn nhận được vấn đề như thế nào. Ở đây con không có khẳng định, nhưng con đang nói giá như cái thuyết mà các bậc thầy nói là khi ta cất tiếng khóc chào đời là khổ quá, khổ quá, trời ơi tôi lại sanh ra trong cõi khổ này. Nếu cái thiết đó là đúng thì chúng ta nhìn nhận như thế nào? Người không học Phật sẽ nhìn nhận là bi quan, là chán nản. Trời ơi cuộc đời khổ cho nên vừa sanh ra là cất tiếng khóc khổ. Rồi họ cứ nghĩ đời là khổ, đời là khổ. Đức Phật có nói đời là khổ không? Đức Phật có dạy chứ. Đức Phật cũng có nói cuộc sống là khổ, nghiệp lực là khổ. Nhưng Đức Phật dạy cho chúng ta cái cách để chúng ta thoát khỏi đau khổ, là chuyển hóa đau khổ. Nên ngay trong bài pháp đầu tiên, Đức Phật nói về sự khổ, nhưng Ngài không dừng ở đó. Ngài không giết chúng sinh trong cái sự là bi ai trong đau khổ, ôm ấp đau khổ. Ngài chỉ cho chúng sinh thấy khổ, Ngài chỉ được nguyên nhân từ đâu có khổ, và Ngài chỉ cho chúng sinh cái cách để chấm dứt mọi sự khổ, chấm dứt mọi sự khổ. Nên ngay tiếng khóc chào đời đánh thức chúng ta rằng cuộc đời sanh ra nơi này là vốn là do nghiệp lực, đã là khổ, khổ mới khóc, khổ mới khóc. Bây giờ do nghiệp lực mà có mặt thì không tạo thêm nghiệp bất thiện. Bất thiện dẫn đến đau khổ, thiện pháp dẫn đến an vui. Đây là lời Thế Tôn dạy ở trong Pháp Cú. Con xin lặp lại. Bất thiện là dẫn đến đau khổ, thiện pháp dẫn đến an vui. Bây giờ mình không tạo nghiệp bất thiện, mà mình siêng năng tạo thêm cái thiện nghiệp, thiện pháp và cái tịnh nghiệp để mình có an vui. Ngay trong cái tiếng khóc chào đời đã nhắc nhớ mình đừng tạo thêm khổ nữa. Sanh tử nhiều kiếp đã quá khổ rồi,
Cho nên kiếp này nhất định không tạo khổ nữa, mà kiếp sống này phải tạo niềm vui. Nên chúng ta không thay đổi được tiếng khóc ngay khi lọt lòng mẹ, nhưng chúng ta thay đổi được cái tiếng khóc đó bằng nụ cười suốt cả hành trình mình đi trên nhân gian này. Lỡ mang tiếng khóc để chào đời rồi, thì bây giờ không mang tiếng khóc đó để đi vào đời nữa, mà nhất định mang nụ cười, mang niềm vui để đi với ta suốt cả hành trình này. Ý con muốn nói là phải sống với thiện pháp, sống với Phật pháp suốt cả cuộc đời của mình để không phải khổ đau nữa. Đó là ta chấm dứt nước mắt. Con lại nói thêm một tí, nó mang một cái khái niệm vui để chúng ta không có bi ai trong tiếng khóc chào đời. Nếu như câu nói này là đúng thì mọi người phải suy nghĩ lại tiếng khóc. Người ta nói tột cùng của nỗi đau là nụ cười, tột cùng của niềm vui đôi khi lại là nước mắt, đúng chưa ạ? Nếu như vậy, có những lúc ta khóc không phải vì niềm đau, mà ta khóc về hạnh phúc, ta khóc về ta đang sung sướng thì sao? Nói thì cái này nó hơi ngược, nhưng con muốn gửi đến đại chúng một thông điệp. Cuộc sống này, khi chúng ta chưa hiểu được Phật pháp, ta còn sợ nước mắt, còn tìm kiếm nụ cười. Nhưng khi ta học được Phật pháp rồi, ta không sợ nước mắt, không có phải tìm kiếm nụ cười nữa, mà hai điều đó nó hòa nguyện trong cuộc sống với chúng ta. Vì sao vậy? Có những bậc thầy, có những con người mang trong mình khối óc và trái tim của một vị Bồ Tát, các ngài khóc trước niềm đau của mọi người, chứ không phải khóc trước nỗi khổ của mình. Các ngài khóc trước niềm đau và nỗi khổ của chúng sinh. Như vậy giọt nước mắt kia không phải là bi ai, là phiền muộn, mà giọt nước mắt đó là giọt nước mắt của suối nguồn yêu thương. Nó được tuôn chảy từ ở trong trái tim từ ái của chúng ta, cho nên chảy ra giọt nước mắt. Lại có những người ở trong cuộc sống này quá đau khổ, ê chề quá nhiều, họ không còn nước mắt để khóc nữa, họ bật lên họ cười. Chúng ta hôm nay không cười với nụ cười đó, chúng ta cũng không có những nụ cười ngạo nghễ, nhưng ta sẽ có những nụ cười, nụ cười dành cho chính mình, nghĩa là ta thấy mình mỗi ngày đi qua tu tập tốt hơn, ta vui, ta cười với mình. Ta vui, ta cười với sự hoan hỷ trước những thành tựu của người khác, ta cười trước đời sống thiện lành của người khác, và hãy giữ nụ cười này đi với chúng ta suốt cả cuộc đời. Cho nên con xin thưa là chúng ta không chối từ nước mắt, cũng không phải cần tìm kiếm nụ cười nữa, mà hãy để cho hai thứ đó nó thường trực ở trong con người của ta. Hãy khóc trước sự sung sướng khi mình đạt được những thành tựu, hoặc khóc trước những niềm đau của người khác để thể hiện lòng từ bi. Hãy vui cười tán đồng trước những việc người khác làm được, trước những thiện lành của người khác, và hãy vui trước những điều mình thay đổi được chính mình. Cho nên nước mắt và nụ cười song hành với chúng ta trong cuộc sống này, và cả hai đều là trạng thái của sung sướng và hạnh phúc. Dạ thưa, là còn thời gian không? Còn thời gian thì hỏi tiếp, còn không còn thời gian thì xin ôn cho nghỉ. Alo. Đang đứng dậy. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thật sự hôm nay con có mặt hôm nay và được nghe những lời giảng thuyết của Thầy, con rất là, bản thân con rất là cảm thấy, rất là thấm thía, rất là hạnh phúc. Những cái lời của Thầy hình như là nó liên quan tới cuộc sống của tất cả mọi người, không của riêng ai, mà nó rất là ý nghĩa. Thật sự là con rất là cảm động.
A Di Đà Phật, con xin cảm ơn thầy. Và con có một cái phân vân, và con cũng hôm nay nhân dịp bà gặp được thầy, con cũng có hỏi, xin hỏi thầy một câu. Thì trong cái kệ của Phật á, thì con có một có thuộc một đoạn là: xưa Phật lập thệ, nếu chúng sanh nào muốn về nước ta, hết lòng tin y, xưng danh hiệu ta cho đến 10 niệm, nhưng không được sanh, ta không thành Phật. Là cái lời của trong cái bài kệ mà con thuộc được. Nhưng mà con cũng cũng rất là phân vân cái 10 niệm này là 10 niệm gì? Có phải là 10 câu niệm Phật hay là còn ý nghĩa gì nữa? Cho nên là con rất là phân vân, tại vì á cái Phật tử của chúng ta mà tu một ngày an lạc á, và trong cuộc đời của mỗi con người á, kể tất cả cái là quý thầy cũng như là Phật tử chúng con, thì cái câu niệm Phật á là luôn luôn rất nhiều. Nhưng mà cái lời thề của Đức Phật khẳng định rằng 10 niệm là được về cõi Tây Phương Cực Lạc. Và con cũng nghe nói rằng, con có nghe nhiều cái lời của trong kinh kệ, thì có nói là cái cõi Tây Phương là đồng thánh, phàm cư đồng, đồng cư, phàm thánh đồng cư. Thì phàm thánh đồng cư thì con hiểu lờ mờ rằng là ở cõi đó có những chư Phật, Thánh, Bồ Tát, và có những chúng sanh như ví dụ như chúng con là những chúng sanh rất là đau khổ. Nhưng mà khi mà chúng con tỉnh ngộ ra, chúng con coi như là hết thành tâm niệm Phật, và chúng con coi như là quyết tâm tu hành, thì để được về một cái cảnh giới là Tây Phương Cực Lạc. Đó, thì cái câu có phải là 10 cái niệm này, thì con phân vân hai cái như vậy. Xin thầy có thể là cho chúng con biết được cái 10 niệm và cái thánh đồng cư độ ở cái Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật ạ. Con xin hỏi hai câu đó. Dạ, con xin cảm ơn. Rồi con xin mời chú ngồi xuống đi. Thôi bây giờ là về cái vấn đề pháp môn, con xin không dẫn lời kinh, mà con xin nói theo cái ý của con để chia sẻ hai vấn đề này. Bởi vì nếu con dẫn lời kinh thì nó sẽ có rất nhiều những cái mà chúng ta bàn luận ngược xuôi ở trong ấy lắm. Nên con nói cái ý của con. Nên cái ý của con thì nó dễ hiểu, ý của một người phàm. Cái ý của một người đang học, đang tu thì nó không phải là chân lý. Nhưng con xin gợi ý để khỏi phải mà tránh đi cái chuyện đó, là chúng ta thảo luận sao thầy nói thế này lại có thầy khác nói thế khác. Con không muốn cái trường hợp này xảy ra. Bây giờ con nói cái ý của con trong cái vấn đề 10 niệm mà của niệm Phật. Đại chúng đã từng nghe Đức Phật dạy Ngài A Nan, Ngài Xá Lợi Phất và các thánh đệ tử, đó là chúng ta hướng tâm về thế giới cực lạc, tôn xưng thánh hiệu của Đức Phật A Di Đà từ một ngày cho đến mấy ngày? Đến mấy ngày? Ở trong kinh nói 10 ngày hay nói 7 ngày? Ở trong kinh nói mấy ngày? Ở trong kinh nói từ một ngày cho đến 7 ngày, niệm danh hiệu của Ngài từ một niệm cho đến 10 niệm mà nhiếp tâm được nha, nhiếp tâm được thanh tịnh thì khi lâm chung vãng sinh cực lạc. Đây là vấn đề xảy ra rất nhiều tranh cãi, và một số các bậc thầy của Nam truyền Phật giáo thì không chấp nhận cho cái thuyết và tư tưởng này. Lý do tại sao thì con không nói, và con cũng không nói quý ngài là đúng hay sai. Con chỉ nói ngang đây. Vì vậy con thưa với đại chúng, con không nói ý
của kinh mà con nói ý của con. Để ý của con thì chắc chắn sẽ có đúng sai, có thể đúng cũng có thể sai. Thưa với đại chúng, niệm được 10 niệm ở cái nghĩa gần theo ngữ thì niệm được 10 câu Phật hiệu. Vậy một câu Phật hiệu niệm như thế nào ạ? Câu Phật hiệu niệm như thế nào? Nam mô A Di Đà Phật. 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 Niệm 10 câu như vậy là được vãng sanh. Thưa đại chúng ở đây niệm bao nhiêu câu rồi? Gấp hàng ngàn lần cái 10 câu đó rồi, gấp hàng triệu lần cái 10 câu, nhưng mà vãng sanh chưa? Ở chỗ này mới quay lại ta nói với nhau về hạnh nguyện của Đức Phật. Hạnh nguyện của Đức Phật nói 10 niệm, chúng sanh chỉ cần niệm được 10 niệm. 10 niệm đó, ai mà niệm được 10 niệm thì nhất định ta sẽ đón về nước của ta. Nếu không làm như thế thì ta thệ sẽ không, không thành Phật, không thành chánh đẳng, chánh giác. Mình niệm nhiều ngàn câu, nhiều triệu câu rồi, chứ không phải chỉ 10 câu, mà ta hỏi nhau là vãng sanh chưa? Đại chúng đã được Phật tiếp dẫn chưa? Đại chúng đã vãng sanh rồi, đại chúng đã được Phật tiếp dẫn rồi mà đại chúng không thấy. Cho nên con xin nói lại, đây là con nói theo ý con nha. Đại chúng đã được vãng sanh rồi. Từ cái tâm niệm phàm phu chứa đầy tham sân si, một chút cũng buồn, một chút cũng giận, một chút cũng trách đó. Đại chúng đã niệm Phật và bây giờ cũng cái hoàn cảnh nó xảy ra để một chút cũng buồn, một chút cũng giận đó. Nó không còn buồn, không còn giận nữa. Từ cái trách hờn nó đã vãng sanh sang cái hỷ xả. Từ cái tham lam nó đã vãng sanh sang cái bố thí cúng dường. Từ cái mà ngu muội nó vãng sanh sang cái tâm siêng năng học tu Phật Pháp. Đại chúng đã được vãng sanh trong câu niệm Phật rồi. Mười niệm để được vãng sanh phải chiến thắng được thập triền, thập sử, đạt được thập hạnh, thập nguyện. Nó dài lắm, nó miên man lắm, không nói đến cái này. Mà con không nói đến mười niệm, con chỉ nói một câu niệm mà đại chúng nhất niệm. Con xin lặp lại, một câu thánh hiệu mà đại chúng nhất niệm thì cái nhất niệm đó là niệm muôn vàng ức Phật trong muôn ngàn thế giới. Mà một niệm đó đã được nhất niệm thì đã vãng sanh ngay khi mình nhất niệm câu niệm Phật. Phật đã độ đại chúng rồi, Phật đã đưa đại chúng sang cực lạc rồi. Từ trạng thái tâm phiền não, từ trạng thái sống với tâm tham sân si, đầy đau khổ, đầy cấu nhiễm, đại chúng đã niệm Phật. Và đại chúng đã rời xa trạng thái tâm phiền não tham sân si. Chỉ còn một thánh hiệu của Đức Phật được mãi luân lưu tuôn chảy ở trong trái tim, ở trong khối óc, ở trong châu thân của đại chúng. Chỉ còn duy nhất câu niệm Phật thì Đức Phật đã độ đại chúng từ thế giới của tâm phiền não đưa qua thế giới tâm an lạc. Thì từ ta bà đã sang cực lạc rồi, tại sao lại nói chưa? Đức Phật đã độ rồi. Và bây giờ khi sống mà đã chuyển sang cực lạc, khi sống mà đã được Đức Phật cứu độ rồi, thì tất nhiên khi chết ta phải đi về cảnh giới Phật. Đó là tinh thần quyết định của nhân và quả, không sai chạy đâu cả. Phàm thánh đồng cư độ, không phải nói về quốc độ của Đức Phật A-di-đà, bên đó còn những kẻ phàm. Mà chúng ta phải nói phàm thánh đồng cư độ là ngay ở trong tâm của chúng ta. Có lúc nghĩ thiện, có lúc nghĩ ác, lúc nghĩ thương người, lúc nghĩ hại người. Trong tâm của chúng ta
có thiện ác tốt xấu ở trong ấy. Thương người là Phật, là Bồ Tát. Ghét người, hại người là phàm phu, là tội nhân. Như vậy, ngay trong cái phàm thánh đồng cư độ này mà cất lên được tiếng niệm Phật, để rồi siêng năng nhớ, siêng năng niệm, thì độ hết thảy tất cả phàm thánh đồng về tịnh độ. Thôi con nói vậy thôi, còn có chấp nhận hay không thì con không dám nói là phải nghe con. Nhưng con xin thưa với chú là con trả lời chắc chắn là chú cũng chưa hài lòng. Thôi hãy đem cái không hài lòng hỏi những bậc thầy lớn hơn. Vì con rất ngại nói đến những pháp môn, bởi vì nó luôn là đề tài để gây ra tranh cãi. Nên con xin nhắc lại, con xin được nói và trả lời theo ý của mình. Mong chú quan hỷ. A Di Đà Phật.